huyện Nhà Bè chính là cửa ngõ quan trọng đối với khu đất vàng của Nam Sài Gòn. Từ đây dễ dàng di chuyển về trung tâm Sài Gòn bằng hai ngã đường chính. Bạn có thể đi theo đường Huỳnh Tấn Phát về trung tâm thành phố, hoặc đi theo đường Lê Văn Lương rồi đến Nguyễn Hữu Thọ và về quận 7. Nhà Bè nằm trong cụm cảng lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, chạy dọc theo sông Xoài Rạp và gồm cảng quốc tế Long An, cảng Hiệp Phước, cảng container quốc tế và cảng Sài Gòn Hiệp Phước, sẽ là nơi chắp cánh cho những bất động sản Nhà Bè phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trong video hôm nay, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Sedeco Phước Kiển. Căn nhà với diện tích 5x20, được thiết kế là một trệt, hai lầu và sân thượng, có tổng cộng là 5 phòng ngủ, và được chủ nhà là thiết kế toàn bộ nội thất cực kỳ cao cấp, rất là nhiều nội thất gỗ, và chủ nhà sẽ tặng toàn bộ nội thất cao cấp này cho ai muốn sở hữu. Với căn nhà diện tích 5x20 thì thuộc đường là 12m, khu dân cư Sedeco Phước Kiển. Pháp lý của căn nhà này là sổ hồng hoàn công đầy đủ. Mặt tiền đường thì rất là thoáng mát, gần đường Lê Văn Lương, tiện làm văn phòng hay căn hộ dịch vụ. Với căn nhà này thì quý anh chị có thể là hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị của căn nhà. Và hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với cả nhà đi tìm hiểu cái khu dân cư Sedeco Phước Kiển có vị trí như thế nào, và kết nối và những cái tiện ích xung quanh của khu dân cư này như thế nào nhé. Nói về khu dân cư Phước Kiển thì Phước Sửu sẽ chi tiết về cái cách kết nối đến khu dân cư Phước Kiển huyện Nhà Bè này nhé. Giao thông kết nối của khu dân cư Sedeco Phước Kiển gần trục đường lớn Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, kết nối đến cầu Kênh Tẻ và qua trung tâm thành phố đi quận 4, quận 1 khoảng 1 km, và đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7, khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2 km. Rất là nhiều tiện ích tại khu dân cư Sedeco Phước Kiển, nằm cận kề bên khu dân cư Nam Sài Gòn Phú Mỹ Hưng. Do đó quý vị có thể dễ dàng sử dụng và tận hưởng tất cả những tiện ích sống đẳng cấp quốc tế, từ giáo dục đến vui chơi giải trí. Có thể kể đến một số dịch vụ đẳng cấp như sau. Về giáo dục thì khu Sedeco Phước Kiển rất là gần trường quốc tế Mỹ, được biết đến là một trường kiểm định chất lượng rất là tất cả các trường quốc tế trên thế giới, trường đại học quốc tế RIMIT, trường tiểu học quốc tế Đinh Thiện Lý, trường đại học Tôn Đức Thắng, trường đại học Marketing và trường đại học Cảnh sát Nhân dân. Thì những trường này thì cách khu dân cư này tầm khoảng chưa tới 1 cây số. Về y tế thì khu dân cư Sedeco Phước Kiển rất là gần Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện huyện Nhà Bè. Về trung tâm mua sắm thì khi mà quý cư dân sở hữu đất nền Sedeco Phước Kiển thì mình có thể là mua sắm tại Reason Mall, trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Mỹ Hưng, và rất là nhiều thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại đây. Lotte Mart, Vivo City, rồi rất là nhiều rạp chiếu phim và rất là nhiều cửa hàng Lotte Ria phục vụ tất cả những cái nhu cầu mua sắm cho quý anh chị khách hàng. Rồi Co-op Mart trên đường Nguyễn Văn Linh, rất là gần khu dân cư. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm đến khu dân cư Sedeco Phước Kiển hoặc là cần thêm nhiều thông tin về bất động sản thì vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo số hotline bên dưới. Ngoài ra quý anh chị cần ký gửi mua bán nhà đất hãy liên hệ với công ty bất động sản Hưng Phát. Đội ngũ chúng tôi sẽ sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ và tìm ra những cái nhu cầu phù hợp với quý anh chị khách hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.